chỗ nha, để làm rất là nhiệt được sau. Tém tao nè. Yeah. Set này bị diệt hôm nay. Bạn chứ là tôi bị diệt len, kiếm thật đó chứ. Thử à. Mấy ông đánh thì chay một nhịp thôi, đừng có chay với nó nhiều là bị lố đó. Chay một cái rồi quy là lời rồi đó mà. Đừng có ham chay nhiều nó mất thời gian đó. Chay vậy thôi chứ đừng chay đánh nhiều đó. Sắp lên 2 rồi. Nghiệp Trần Xuân, AC khách tối qua lên BK chưa? Mặt này đấy. Được, mày khó chịu dữ rồi. Tới đi luôn. Tiêu lên ăn ta này. Kỹ. Nào kìa. Mùi phương đông ngon. Lấy đi máu. Snowman 69 mã lực hay nó đem Kinoran. Ôi chắc tôi cũng lên điều ghen. Thấy người ta hay lên điều ghen quá. Thấy người ta hay lên điều đen, chắc mình cũng điều đen luôn. Thấy người ta điều đen thì mình cũng điều đen thôi. N mà xét non vậy WTF. Có phải BK đâu, nó thấp hơn BK ấy. Chúng luôn. Ghê dữ ta. Ăn nó. Ồ. Chạy qua chỗ tôi. Liệu. Ghê dữ sao. Ăn luôn đi. Luôn đi chứ sợ gì đó. Sợ gì đó. Ồ, ghê vậy. Bị sợ kìa. Cũng biết sợ cơ. Thưa mình đánh cá sấu nhiều lắm. Thưa mình đánh cá sấu cái khúc nó có rìu tia mát á. Cái rìu tia mát nó mạnh, mình đánh cá sấu mình rìu tia mát hoài luôn. Chị đam mê rìu tia mát hồi xưa mình cũng đánh rồi. Chỉ là gì giờ rìu tia mát thì mình chưa chơi thôi nhé. Yên ba set này. Set này vàng bạc đá quý Trần Xuân CT dành thấp giờ toàn bọn cầy thuê đánh mệt vãi. Em phun đi. Thôi thôi thôi. Nãy tốc độ chạy. Snowman 69 mã lực. Ca số tích nộ CG dễ chơi dễ trúng thường lẻ lưỡi liếm phèn. Tết tới mà trình độ cũng đủ để hành nó vỡ rồi. Đập 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 đập. Snowman 69 mã lực. Số nó trâu khó chê. Nó mất đập rồi mấy ông ơi. Phải đi. Bùi Phương Đông, tiến thê diễn viên mà. Nợ lại luôn rồi. Lì đòn với thầy à. Đi đón một thầy rồi đi. Chạy ra ngoài. Cái set này, con set nó có lỗ quan trọng lắm không? Nó không có nổ thì nó đi. Combo đơn giản là đúp xong rồi quy, xong e ra. Đánh thường chứ nha, đánh thường đúp xong quy rồi e ra. Ok, nó này yếu quá, mình đéo kịp e nó đã chết rồi.
Nam 88, tôi hay đánh cá sấu mang sẵn sàng tấn công. Đánh thấp mà không có đem chinh phục á, quậy cho nó mạnh. Thằng này có chinh phục mà giá chứ tấn công làm gì. Ok à. Lùm. What the fuck? Happy. Ây da. Shut down. 88, cái này là hơi non mặt cười lộn ruột. Tôi farm cá sấu không thấy ít hụt đâu. Gì nó khó dễ hụt lính như con cá sấu này thì pha mẹ dễ với cả trượng ra. Đi lên ai thắng? Yorick nào? Ông Yorick kia hả? Tôi biệt danh tôi đu chủ mà gặp Yorick thành đu chủ không có biết đâu. Trên xuôi đúng không? Mùa trước là gì thắng, mùa này nó con Yorick đó có vẻ nó nhịn hơn. Can you see? Rengar này hề vãi kít gặp cường ngựa Blue Chuck Cốt Game. Tính ra là cái đúp con cá sấu dài về cái e con đúp liêu con sét mà mình không đánh được nó. Chui đúp liêu cái nào rồi đéo làm đúp luôn à. Hình như là cái đúp con cá sấu dài cái đúp con sét nó cơ, vậy là câu tơ mẹ rồi. Nam chơi 88. Gì nữa. Bạn cầm y tôi cầm cá sấu solo không? Chơi kèo free thì chơi luôn. Kèo free có nghĩa là ông thắng không được cái gì, ông thua thì ông mất á. Kiểu vậy. Làm tí đi bạn. Chơi mà sợ. 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 Rampage. Nè cái coi. Giày giáp hả? Chơi game mà chơi giày giáp. Chơi game à, nhầm. Chơi game mà chơi giày giáp kỳ ra nó. Cái ly vô nhỉ. Chơi game mà chơi giày giáp. Con cá sấu này càng đam càng nhiều thôi chứ làm gì cần giáp đâu. Xưa mình đánh cá sấu mình toàn lên giày giày hồi chiêu không phải không. Khỏi đừng có lên đây đi. Trụ còn có mấy chục máu rồi mày lên nó còn cái nhịp trụ đã ăn rồi à, giờ vô ăn trụ ngon lành không. Để nó lên là đói trụ luôn đúng không. Vô nập trụ đó. Giờ nó đánh kiểu gì cũng ăn hết đâu mà. Giờ đánh kiểu gì cũng ăn hết à. Sức lực nó thể đầu game là giờ vẫn đánh xà lơ cũng ăn không xét à. Con gì đánh xà lơ không ăn được, nhưng mà con cá sấu thì đánh xà lơ cũng ăn đúng không à. Mùi phương đông, trời ơi. Lấy trụ 2 thì chiêu. Làm trụ 2 đó. Giờ Nomen 69 mã lực. Xét này em tiến chấp nhẹ cái rồi. Cứu người ta. Mùi phương đông. Nhìn nó gà vãi lúa ra. Ani Yasuo! Má chứ. Múa ông nội luôn. Rồi. Đồ nó lại chạy. Đừng như thế, mà đừng lại như thế. Cố gắng làm chi em ơi. Ô, 13 phút hả? Làm biết lấy được trụ nha.
13 phút rồi ra mít tôi phải chạy, mà cái chuột mít hết tắt rồi. Ok, bẻ nơi rồi nó. Rồi rồi. Phạm mạng, phạm mạng. Lên cao tí cơ mà người đánh từ nhà đánh trường được, nếu đẩy thấp quá không chả đánh được nhà đánh trường thôi. À đây ta chịu thua, đậu nữa hả? Gọi dính điên à? Này cái gì vậy? Xung thế mạnh vậy. Chả mạnh lại chả mạnh. Giết AK này cơ, mình thấy win nhanh đúng không? Em này không win nhanh là cúc. Cúp cúp. Bùi Phương Đông, tiến thuê diễn viên mà không mảnh sao được mặt cười lộn ruột. Sư dạ cái, gần giết AK rồi kìa. Tăng 61 AK rồi, còn một cặp boss đã đánh thôi. Đẹp đéo. Bố, hai ơ, luôn. Chạy ra đây. Để chỗ tao đi, tao cứu. Đồ. Khó luôn. Nhìn có thằng nào vô nấp đây coi. Yasuo. Yasuo. Hay nè. Quay ra đi. Mày quay ra đi. Nó ngon mày ăn ra đây này. Ây da. Cái lùm má cái gì vậy trời. Chạy chạy chạy. Tưởng dày quá, e đế qua không anh. Quần địch. Ê, khó đó. 40 năm là căng á. Chốt chốt với em luôn rồi. Support lên bè ghe có thể ngon hơn. Nên lấy tiền là tiến cá sâu hay hơn tiến y? Tiến gì để boss tới chơi? Lúc này nó xuống bắt rồi. Nó bắt tôi đánh cho đi hết. Em này đánh một kỹ rồi không ơi, em này có AFK rồi. Khó đánh rồi. Để đánh trụ ra để làm rất là diệt để dựng sau. Tém đâu ta. Điên rồi. Điệp Trần Xuân, cho đánh Bùi chung với đại ca, thôi chịu gì gì. Thì em mấy con vợ luôn đấy. 5 đánh 1, thì khoan được. Người ta... Nên bắt chú bé can sâu đáng yêu. Snowman 69 mã lực, quỷ kinh vãi lẻ lưỡi liếm phèn. Trên 40 năm nó sắp cúp rồi đó, chỉ không lấy được là thua. Tí Yasuo lên vô danh nó chém nó lòi con mắt ra cái đó mà quậy.
Lẹ cái này giúp tao đi rồng ơi. Khó lắm á. Muốn quẩy ở trên này đến gì chinh phục vậy cũng ngon. Mỗi kiếm thì nó quanh shot tốt hơn, còn chinh phục thì quẩy quẩy đam nó cũng hồi lại. Món thứ tư tôi nghĩ là vũ điệu hợp lý luôn. Tem nó không có HP đâu nè, vũ điệu món nó teo rồi là món quẩy chắc là ấy luôn. Đây là nét máu thôi. Lấy hai mega làm tin chứ. Đến nhà rồi. Hết có 3 4 mét 5 nếu là hết nhà luôn. Mình về test lên kệ xét. Nên tạm mình thuốc đi. Tôi nghĩ là đẩy pha này top end luôn là vừa đi. Top luôn nha. Cho ăn nó mà ăn được rồng. Đăng đình bất tử rồi. Yasuo nó có vô danh là đói đó. Giờ này còn đã bất tử đấy. Chết. Này rồi. Trụ tìm tao ấy. À, bắn trụ đi sắp thua nơi đó. Nghe nó mà 5 năm thì còn đánh lâu chứ. Mình buồn mà đánh lâu rồi mày đó. Đẩy đi đừng có về. Đấy cái ít nhất phải một trụ nó là về chứ. Về tele đâu ta? Có tele vợ nó cháo đó. Bọn mày đang đánh nhau hoặc là đi đẩy đi. Không được rồi. Trốn về thôi, đủ cho thua tới chơi luôn rồi. Nguyễn Đăng Đình, giáp hồi sinh là bất tử rồi. Đừng má, ôi giờ xua rồi. Tham tí kiếm người tao đi. Ây da. Rồng ơi đủ. Mẹ một mày nữa. Bắt rồng luôn mà tem nó ai bắt mình nhờ. Bố mày vào bố mày em game. Bố mày vào bố mày em game.
Nam Liêu Quốc Vương, 1 versus 5 cây 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 cây. Không cần nguyệt đao hả? Nãy sư Bùi Phương Đông vãi cả loèn trận game. À, 3-5 luôn có thật. Wow, đấy, nghe người quen mà. Đâu, bén hết rồi. Bây giờ kìa. Đó, nghe người quen à. À, khó chịu tê. À. Chờ lâu bọn rô. Bị đứa solo boro phải không ơi? Tao mới lên cơ. Do Lai Nguyên, cao tu Masuli y nhu toi. Nên nhìn chậm quá mà. Còn về, chỉ cần chết bây giờ. Chạy ra nè. Solo bro. Đấy. Yeah, thế ta. Solo bro. Đẩy lính vào đúng không? Lính thì không đẩy vào là cá cả lại. Không có hồi dắt. Với thêm một cái điều kiện nhỏ là không có hồi dắt nữa. Có hồi dắt thì bó tay luôn. Bó tay chấm VN luôn đó chứ. Mạnh Huy, mưa tiếng có vẻ lời hơn anh. Đi. Solo Bororo. À. Điệp Trần Xuân, AC này elo cao toàn gặp cầy thi huy. Ô, nó dí luôn, nó khó luôn đó. Mà dĩ là mình mất cái rờ vô chơi luôn đó chứ. Đó, thằng này. Đó, ơi luôn. Chạy, căng nha. Dạ. Căng thẳng vậy ba. Nhắc nó mới ăn sứ dạ xong đó. Bỏ một được hai đó chiến thuật người ta lắm không ơ kìa. Ồ, chạy được luôn. Đấy, tao chém mà nó bị chặt được chém thường nhỉ, mấy ông nhỉ. Có cảm giác con Gwen này cái chiêu ấy nó chặt được chém thường luôn. Chôn nè. Bịp vào mấy không. Gì nó chặt được cả chém thường luôn kìa. Được bắt thật đấy. You fail race. Never await victory. Quen W quen làm lại à? Ok.
thì nó có chặn được không? Ôi. Phải sau. Nó mất thiêu là giờ mình có cục máu là mình bú. Mình đéo có máu luôn, hay. Đéo có máu thì bê về. Có thiêu đây. Về chắc đang đứng đâu nó bê về đó, không cho nó về luôn. Đấy, phá ra xong giờ rồi về á. Về cái quần nó chứ về. Về này. Về chúng tôi này. Đi này. Để đi. Thôi cái đéo gì đấy. Solo burro. Ăn sâu quá rừng ơi. Nhìn cái mặt là biết ăn sâu rồi đó. Kỵ rừng mới chơi bỏ sâu luôn rồi. Lên. Trước. Sức mạnh của sát thần tấn công đó phải không? Sức mạnh của sát thần tấn công đấy. Đùa ra. Solo Boro. À mẹ luôn. Còn cái đòi. Ôi, nhìn nó mới tele đúng không? Không? Nó mới tele góc này. Tạm nha. Mắt tôi bị mờ đúng không? Có gì thông cảm thì thấy nó hiện mắt tím ở đây. Tôi nghĩ nó tele. Không phải. Phải xin lỗi à, kiểu ấy được chứ mà bằng người rồi mà có cái vô danh này chứ ăn thua đúng không ạ. Đình Dương Nguyễn tiến không leo thách đấu lại xuống rang dưới hành gà à, mặt cười lộn ruột nào cũng là răn thôi, đang này kiếm có mì tôm để cao vì đồng mưu sinh nên mong ơi. Vì vài đồng mưu sinh nhất trên đời thì mình mời em đi thôi. Anh sắp đi đó mong ơi. Tôi rất không cần rờ đó. Cần rờ đó. Rờ nó phí ra. Sức mạnh của sánh thành công nó phải không? Để tí tôi cho mong xem sánh thành công nó gây được nhiều đam này. Sánh thành công nó gây được 500 đam mà, ít phết nè. Cộng nó có 500 đam mà, đâu có nhiều lắm. Nó không có nào ra là mình bú nó chụi luôn á. Dắt nó lên rồi mấy ông ơi. Cân 2 em ta. Tổ chức một ca cân 2 thêm đi. Solo Buro. Nhưng mà phải đánh dắt trước nha mọi người. Phải đánh dắt trước mới cân 2 nổi nha. Đồ. À. Rồi đủ. May mình chạy nhanh. Má mày cân 2 đâu ra làm demo nữa nhỉ. Tính cân 2 mày 3 thằng dậy ra. Cho tao cân.
đều phát. Giác này chắc nó không chém, nó chạy muốn lên đấy mà. Dạ, bọn không thấy. Đã ở lại thì cũng vậy à. Đù, má ra là vậy à. Má mày. Có luôn à. Không thấy nữa thì không cay, thấy nó bề bề của nó cay lắm đó mà. Ok. Chém đôi tóc biến lên đánh. Trời ơi. Solo Boro. Vene nó lên đó kìa. Vene nó lên đó kìa. Dạ. Con này khó. Thôi à. Solo Boro. Ok. Solo Boro. Chơi game gì nghe, D3046 đi gờ này. Gờ sớm vậy. Chưa kịp chơi đó. Chơi mà gờ.